Thưa quý vị, chuyện làng chuyện nước hôm nay sẽ gửi tới quý vị một con số ạ. À, xin mời quý vị và chị Hoa cùng nhìn lên màn hình. Đấy, chúng ta thấy ấn tượng đúng không ạ? Đây là theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có 1,1 tỷ người trên thế giới hút thuốc lá, trong đó thì 200 triệu người là phụ nữ. Đây là con số rất đáng báo động. Và tính riêng theo giới tính thì có 47% nam giới và 12% nữ giới trên toàn thế giới là hút thuốc lá. À, vâng, tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì cũng có thể thay đổi theo từng nước Xuân Tú ạ. À, ví dụ như là ở các nước đang phát triển từ 40 đến 70% nam giới hút thuốc là trong khi chỉ có từ 2 cho đến 10% nữ giới hút thuốc. Còn ở các nước mà phát triển thì nam giới lại hút thuốc lá là 30 cho đến 40% cơ. Vâng, còn với Việt Nam thì theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. 26% thanh thiếu niên độ tuổi từ 14 đến 24 đã làm quen với khói thuốc do trong bộ luật Việt Nam chưa có điều luật hạn chế nghiêm ngặt độ tuổi được mua thuốc lá như các nước khác. Vâng, và luật phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam thì đang được thực thi ra sao? Cần có những chế tài và biện pháp quản lý thuốc lá như thế nào để có thể hạn chế được tối đa những tác hại của thuốc lá gây ra đối với con người, đặc biệt là tại Việt Nam, một đất nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao hàng đầu thế giới. Vâng, và đây cũng sẽ là nội dung chính sẽ được bàn luận trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước ngày hôm nay của chúng tôi. Và trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn nguyên của tình trạng tại sao người Việt Nam hút thuốc lá nhiều như vậy. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau. Hút thuốc lá bị cấm hoàn toàn trong nhà và phạm vi khuôn viên, các cơ sở y tế giáo dục, khu vực chăm sóc nuôi dưỡng, giải trí dành cho trẻ em hay nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Đó là một trong những điều luật được đề cập trong luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2013. Vậy nhưng, tại những nơi này, hàng ngày vẫn có không ít người vô tư hút thuốc lá, mặc cho bên cạnh họ là những biển cấm hút thuốc lá khá lớn. Có em thấy anh quay đến em mới để ý đến, chứ em còn có biết đâu, em nhìn thấy em dập. Biết thì biết đó, nhưng mà như nói chung cộng đồng dân Việt Nam là trên thế giới thì những nước phát triển thì người ta người sinh ra thuộc để hút em đó. Biết là có hại, nhưng mà cái đó là cái thói quen. Cái đó cùng nói về là cấm, nhưng chưa có một cái ban hành của nhà nước là vi phạm pháp luật cả. Cũng theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2013, 100.000 đồng đến 2 triệu đồng là mức xử phạt cho từng hành vi vi phạm về việc hút thuốc lá, buôn bán quảng cáo thuốc lá sai quy định của nước ta. Luật đã ban hành, chế tài cũng đã có, nhưng dường như vẫn chưa đủ mạnh để hạn chế những tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng. Hút thuốc lá ngay tại những nơi có biển cấm hút thuốc lá hoặc là hút thuốc lá vô tư nơi công cộng như là các cơ sở y tế, giáo dục dường như không còn xa lạ tại Việt Nam. Khi mà mọi người đi đón con hoặc là đón cháu thì chắc mọi người cũng thấy hình ảnh quen thuộc là tại trường học có rất nhiều phụ huynh lúc chờ con thì cũng vô tư hút thuốc lá tại cổng trường. Làn khói thuốc dày đặc bay qua và không ít học sinh đã phải chịu tác động từ việc hút thuốc lá thụ động như vậy. Vâng, chính xác là như vậy, và theo như con số thống kê thì có tới hơn 33 triệu người là bị ảnh hưởng do hít phải thuốc lá thụ động, và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân hết sức đáng báo động ở Việt Nam, bởi vì gánh nặng bệnh tật từ hút thuốc lá thụ động cũng không kém cạnh gì so với hút thuốc lá trực tiếp, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hệ hô hấp hay là tim mạch. Dù chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá cũng như là có các chế tài xử phạt rõ ràng, nhưng mà tại sao người dân vẫn vô tư hút thuốc lá nơi công cộng như vậy? Đi tìm hiểu về vấn đề này, Nông thôn Chuyển động đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ Lê Thị Thu, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và các bệnh không lây nhiễm của tổ chức Helpreach Canada tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết thì xin được cảm ơn Thạc sĩ Lê Thị Thu, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và các bệnh không lây nhiễm, tổ chức Helpreach Canada tại Việt Nam đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của VTC16. Vâng, thưa bà, có thể nhận thấy rằng luật phòng chống tác hại thuốc lá thì đã có. Tuy nhiên thì cái việc xử phạt người hút thuốc lá ở nơi công cộng, chẳng hạn như là trường học hay là bệnh viện thì rất là khó khăn. Theo bà, vì sao lại có cái sự khó khăn như vậy ạ? Nếu mà nói về cái quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá thì chúng ta đã có các cái quy định trong luật rồi, và cụ thể như là một số các cái điểm mà tôi vừa mới nêu. Thế thì trong cái quá trình mà xử phạt ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái hành vi hút thuốc nó là một cái hành vi nó diễn ra rất là nhanh, nó không phải là nó để lâu để mà người ta có thể các cái lực lượng chức năng nó có thể bắt gặp một cách rất là liên tục để mà có thể xử phạt nó một cách triệt để. Thế thì đấy nó là một trong những cái bất lợi. Thế thì tuy nhiên một cái điểm thứ hai nữa đấy là liên quan đến cái lực lượng xử phạt của chúng ta, các cái lực lượng thanh tra chuyên ngành của chúng ta nó còn rất là
mỏng. Và cái thứ hai nữa là các cái lực lượng thanh tra chuyên ngành này nó không phải chỉ thanh tra, kiểm tra và để xử phạt mỗi một cái hành vi vi phạm về phòng chống loại thuốc lá, mà người ta nhiệm vụ còn có rất là nhiều các cái hành vi xử phạt khác liên quan đến các lĩnh vực khác. Thế chính vì vậy mà đấy nó cũng là một trong những cái yếu tố mà để làm cho cái việc mà xử phạt của chúng ta nó còn ở một mức độ khiêm tốn, nó chưa phải là quá rộng và mang tính chất triệt để. Và một cái điểm thứ ba nữa là liên quan đến cái vấn đề mà xử phạt này, cũng có một số các cái bất cập liên quan đến các cái văn bản quy phạm pháp luật nữa. Hiện nay thì chị cũng biết rằng là đối với cả cái luật phòng chống loại thuốc lá của chúng ta ấy, quy định một số các cái hành vi vi phạm, và từ đấy chúng ta có những cái xử lý về vi phạm hành chính hay là kể cả hình sự. Thế thì đối với mỗi một cái hành vi vi phạm ấy, hiện nay chúng ta nó lại được quy định ở một số các cái nghị định khác nhau. Ví dụ như là nghị định 176 thì xử phạt những cái hành vi vi phạm về phòng chống loại thuốc lá trong lĩnh vực y tế. Thế và nghị định 185 thì là liên quan đến buôn bán hàng giả, hay là nghị định 158 liên quan đến quảng cáo và bán cho trẻ em chẳng hạn. Thế thì các cái nghị định của chúng ta, các cái hành vi xử phạt của chúng ta còn đang được quy định ở các cái nghị định khác nhau, và đôi khi thì các cái mức xử phạt ở các cái nghị định khác nhau thì nó lại cũng có những cái điểm vênh, và thêm vào đấy nữa là cái mức xử phạt đôi khi nó cũng còn tương đối là nhẹ và nó chưa đủ sức răn đe. Và chính vì vậy mà đấy nó cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến là đôi khi chúng ta vẫn còn nhìn đâu đó những cái hành vi vi phạm và vẫn còn hiện. Thế tuy nhiên nhìn ở một góc độ tổng thể thì sau 7 năm mà chúng ta triển khai luật thì chúng tôi nhận định sơ bộ là luật của chúng ta cũng đã đi vào cuộc sống và cũng đã có được những cái thay đổi đáng kể trong cái nhận thức của người dân cũng như là của các cái cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề thực thi luật. Vâng, thưa bà, có một thực tế là khi mà xử phạt cái quy định về phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam thì có một cái khó khăn là ở những cái khu vực nông thôn rất khó để có thể xử phạt, do ở đây vẫn còn những cái kết cấu về làng xã, và đặc biệt là người dân cũng có vẻ như là họ ngại, họ không dám xử lý những cái vụ việc ở nông thôn. Vậy thì theo bà là đối với những cái vùng nông thôn thì chúng ta cũng cần phải có những cái sự thay đổi như thế nào để có thể đưa được luật đến tận từng người dân, và đặc biệt là ở tại những cái khu vực như là ở nông thôn? Thực ra ấy, thì cái trách nhiệm liên quan đến xử phạt về cái địa điểm hút thuốc và cái vi phạm về cái hút thuốc ở các cái địa điểm cấm hút thuốc ấy, thì có quy định trách nhiệm thứ nhất đấy là về thanh tra của các bộ ngành, ví dụ như Sở Y tế chẳng hạn, hoặc là Bộ Y tế hay thanh tra Y tế, rồi là chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, và như cái trường hợp chị nói là của Ủy ban Nhân dân xã, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, và bên cạnh đấy nó là các cái công an mà đang thi hành nhiệm vụ thì cũng có những cái chức năng về xử phạt về vi phạm địa điểm cấm hút thuốc. Thế thì như chị nói cũng có một cái phần mà đúng, đấy là đôi khi thì cũng còn vấn đề là chúng ta nể nang, rồi là mang tính chất là gọi là quan hệ làng xóm thì cái vấn đề xử phạt nó cũng chưa được triệt để. Thì tuy nhiên thì tôi cho rằng là trong những cái thời gian tới thì cần phải có một cái quyết liệt hơn trong cái vấn đề về xử phạt. Bởi vì thực sự nếu mà chúng ta đã có một số năm mà chúng ta tuyên truyền về luật rồi mà chúng ta không có cái xử phạt nghiêm thì sẽ dẫn đến là cái nhờn luật. Thế cho nên rằng là trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng kiến nghị là cần phải có những cái xử phạt nghiêm hơn đối với cả các cái hành vi vi phạm về luật, trong đó thì có cái địa điểm vi phạm về các cái địa điểm cấm hút thuốc. Xin được cảm ơn bà. Qua những chia sẻ vừa rồi của Thạc sĩ Lê Thị Thu thì có thể thấy việc xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng xử phạt mỏng, rồi hành vi hút thuốc thì diễn ra rất là nhanh. Nhiều yếu tố tác động khác, cho nên trong 7 năm vừa qua chúng ta vẫn chủ yếu là tuyên truyền để người dân hiểu rõ về tác hại của hút thuốc lá thôi. Từ đó có hành động thiết thực trong việc hạn chế cũng như là tiến tới bỏ thuốc lá. Vâng, tuy nhiên thì đến nay chúng ta thấy rằng là cái số người mà hút thuốc lá là con số vẫn còn khá cao, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với cái việc kinh doanh quảng bá sản phẩm thuốc lá thì ngày càng tinh vi hơn. Đơn cử như là thuốc lá điện tử ra đời đã cho thấy tính chất phức tạp của việc lưu hành thuốc lá tại Việt Nam, và công tác phòng chống tác hại thuốc lá tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lượng hơn nữa. Và một trong những giải pháp được đặt ra thời gian qua là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá để giảm đến mức thấp nhất việc hút thuốc lá trong cộng đồng. Tuy nhiên, câu chuyện này được chuyên gia phân tích thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Để giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam, thời điểm tháng 5 năm 2018, Bộ Tài chính đã đề xuất áp dụng thêm mức thuế tuyệt đối với thuốc lá ở mức 1.000 đồng một bao, thay vì 45,5% như năm 2018. Cũng theo nhiều chuyên gia, mặc dù liên tục trong những năm gần đây, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá được điều chỉnh tăng,
nhưng hiệu quả hạn chế người hút thường rất thấp. Với tỷ lệ thuế trong giá bán lẻ của Việt Nam chỉ là 35%, thì sau mỗi đợt tăng thuế, giá mỗi bao thuốc chỉ nhích lên vài trăm đồng không đáng kể, khó tác động đến hành vi tiêu dùng. Mức tăng thấp vì sao? Vì thì thuế hiện nay của Việt Nam là thuế tính trên giá xuất xưởng, nên là khi mà quy đổi sang là tên giá bán lẻ thì mức tăng nó không đáng kể lắm. Ví dụ hiện nay là thuế tính trung bình ra thì mức thuế hiện nay Việt Nam là chiếm với tỷ lệ là 75% giá xuất xưởng thì nó chiếm là 35% giá bán lẻ. Thế thì một mức tăng mà từ 75% lên, tôi lấy ví dụ lên 80% nhỉ, tức là mỗi lần tăng 5% như vậy thì nó chỉ tạo ra một cái mức tăng là 3% trên giá bán lẻ thôi. Thì nếu tính trung bình một bao thuốc, ngày nay tôi nghĩ ví dụ như bao thuốc là 12.000 đồng nhỉ, thì trung bình là 5% thì nó chỉ là mấy trăm đồng thôi, thì mức tăng đó nó không đáng kể. Một số các quốc gia ấy, là người ta còn thuế đến mức độ 80%, 90%, thậm chí có những quốc gia đến 100%. Tức là khi mà thuế tăng lên thì cái giá của cái thuốc lá nó sẽ tăng, và tăng như vậy thì cái người dân sẽ không còn cái khả năng kinh tế hoặc là hạn chế cái tỷ lệ hút thuốc lá. Thì đấy là một trong những biện pháp tôi cho là căn cơ và cơ bản để chúng ta giải quyết. Cho nên là với cái tư cách là cơ quan chăm lo cho sức khỏe của người dân, thì chúng tôi cũng mong muốn là sắp tới đây khi mà chúng ta điều chỉnh cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thì đối với các sản phẩm thuốc lá hay là rượu bia thì chúng ta cũng phải tính toán để tăng ở cái mức độ chúng ta có thể chấp nhận được. Nhưng mà có như vậy thì nó mới hạn chế được cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá cũng như sử dụng rượu bia ở Việt Nam. Thuế thuốc lá ở Việt Nam rất thấp, và nếu tăng nên tăng thuế chiếm 70% giá trị bán lẻ, tức là ở mức 5.000 đồng một bao. Như vậy, bên cạnh mức tăng thuế tiêu thụ đặc biệt theo tỷ lệ là 75%, mức thuế tuyệt đối nên ở mức 2.000 đồng một bao. Tuy nhiên, nhiều diễn giả cho rằng mức tối ưu là bổ sung mức thu tuyệt đối 5.000 đồng một bao sẽ tác động giảm người hút thuốc một cách tích cực hơn. Bộ Tài chính năm 2017 có đưa ra một cái định hướng đề xuất tăng khoảng 1.000 đồng tiền thuế trên mỗi bao. Thì Tổ chức Thế giới khuyến cáo là nếu áp 2.000 mỗi bao thì có thể sẽ đạt được cái mục tiêu của chính sách quốc gia đặt ra. Nhưng mà nếu lý tưởng ra thì Việt Nam nên tăng thuế là 5.000 đồng mỗi bao, thì như vậy sẽ đạt được cái tối ưu về cái tác động của thuế và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước và nhập chính ngạch vừa tăng thêm vào mức đóng góp cho Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá thêm 0,5% từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, cũng khiến giá thành thuốc lá trong nước và nhập chính ngạch tăng thêm, lại khiến tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng, bởi thuốc lá lậu không phải chịu bất kỳ thuế phí nào và giá có rẻ hơn. Rõ ràng là việc tăng thuế thuốc lá thì góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong nước vì giá thành sẽ cao hơn. Nhiều người cũng sẽ phải thắt chặt hầu bao, không dám chi tiêu quá mạnh cho việc hút thuốc lá. Trên lý thuyết là vậy, nhưng mà thực tế việc tăng thuế thuốc lá hiện nay thì còn rất nhiều bất cập. Vâng, và để hiểu rõ hơn về câu chuyện này cũng như là Việt Nam chúng ta cần phải tính toán như thế nào về việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, sẽ được Thạc sĩ Lê Thị Thu, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và các bệnh không lây nhiễm, tổ chức Helpris Canada tại Việt Nam sẽ phân tích sâu hơn. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Xin được quay trở lại cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Thu, quản lý chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và các bệnh không lây nhiễm, tổ chức Helpris Canada tại Việt Nam. Vâng, thưa bà, thuế thuốc lá có thể thấy là một trong những cái tác động rất tốt đến luật phòng chống tác hại thuốc lá. Trong cái thời gian qua thì cái việc thực thi thuế về phòng chống tác hại thuốc lá thì cũng đã được thực hiện như thế nào? Nói về lĩnh vực về thuế thuốc lá thì chúng ta phải nhìn nhận rằng là thuế thuốc lá là một trong những cái công cụ hiệu quả, rất hiệu quả trong cái giảm cái tiêu dùng thuốc lá, và cái điều đó thì cũng đã được chứng minh ở rất là nhiều nước trên thế giới. Và với Việt Nam cũng vậy, ngay khi mà chúng ta có cái luật phòng chống tác hại thuốc lá ra đời vào năm 2012 và có hiệu lực năm 2013, thì ngay sau đó năm 2014 thì Bộ Tài chính cũng đã có cái sửa đổi luật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng, và trong đó thì có cái đề xuất sửa đổi với cả mặt hàng thuốc lá. Thế thì chúng ta cũng đã có một cái tiến bộ nhất định trong cái việc là chúng ta đã tăng được 2 lần
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá. Một là vào năm 2016, mùng 1 bắt đầu là mùng 1 tháng 1 2016, và lần thứ hai nữa là mùng 1 tháng 1 của năm 2019. Thế thì tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận thấy rằng là cái giá của các cái sản phẩm thuốc lá hiện nay của chúng ta nó còn đang rất là rẻ, và cái tăng thuế đó nó chưa đủ để mà kiểm soát được cái sức mua. Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong vòng từ 2014 cho đến 2016, trong vòng 2 năm, 3 năm chúng ta mới tăng được 5%. Nhưng mà 5% này là trên cái giá xuất xưởng, mà cái giá xuất xưởng của chúng ta rất là thấp. Và đến tận 2019, 3 năm sau nữa chúng ta mới tăng được 5%. Nhưng mà chúng ta thì nhìn, nếu mà với mỗi một cái năm lạm phát thôi thì đó đã, cái tỷ lệ lạm phát của mỗi một năm đã lên 5% rồi. Và 3 năm thì đáng nghĩa là phải là 15%. Thì nếu mà để so cái sức mua ấy, thì cái sức mua của thuốc lá chúng ta ngày càng tăng, bởi vì là cái giá của nó càng ngày càng rẻ. Thế thì chính vì vậy mà nó dẫn đến là chúng ta đang sử dụng cái công cụ thuế, nó chưa là làm cái công cụ hiệu quả để mà giảm, đóng góp giảm cái tiêu dùng thuốc lá. Theo một cái nghiên cứu của chúng tôi vào năm 2012, khi đấy thì chúng tôi chỉ đánh giá là các cái chi phí liên quan đến điều trị, cũng như là tử vong sớm, cũng như là giảm các cái khả năng lao động của 5 nhóm bệnh trong tổng số 25 nhóm bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá. Thì chúng tôi đã thấy rằng là với năm 2012 thì tổng cái chi phí đấy nó lên tới hơn 23.000 tỷ. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái đóng góp của ngân sách của các cái tổng công ty thuốc lá và công ty thuốc lá cho cái ngân sách của Việt Nam thì tại cái thời điểm đấy nó cũng chỉ khoảng tầm 15.000 tỷ thôi. Vậy thì tổ chức Healthbridge Canada tại Việt Nam cũng đưa ra những cái kiến nghị đến chính phủ và quốc hội như thế nào trong cái việc là tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam? Trong thời gian tới thì chúng tôi cho rằng là cần phải tăng cường thêm nữa cái vấn đề về xử phạt, đặc điểm đặc biệt đấy là xử phạt những cái vi phạm về cái địa điểm mà cấm hút thuốc, và hiện nay đã được quy định ở trong hai cái điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Và bên cạnh đấy thì cũng cần phải tăng cường thêm nữa vấn đề về xử phạt liên quan đến quảng cáo, khuyến mại và tài trợ. Chúng ta biết rằng là cái hoạt động về quảng cáo các cái loại sản phẩm thuốc lá truyền thống thì chúng ta đã làm tương đối tốt, mặc dù chúng ta vẫn còn đâu đó những cái vi phạm, chứ cũng chưa phải là chưa phải là triệt để. Tuy nhiên thì hiện nay trong những cái năm gần đây thì chúng ta thấy cái vấn đề về quảng cáo và bán các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, trong đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng thì tương đối là phổ biến trên tất cả các cái trang mạng, trên Facebook cá nhân, trên các cái forum. Vậy thì đối với những cái mặt hàng mà hiện nay chúng ta chưa cho phép lưu hành thì các cái cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc để làm thế nào đấy giảm cái việc mà buôn bán cũng như là quảng cáo các sản phẩm mà hiện nay chính phủ chưa cho phép lưu hành. Đấy là cái nội dung thứ hai. Và cái nội dung thứ ba đấy là liên quan đến chính sách thuế. Thì như chúng tôi đã nói, cái lần tăng thuế cuối cùng của chúng ta vào mùng 1 tháng 1 năm 2019, cũng như là cái tác động của cái chính sách thuế này, cái sự gia tăng thuế này đối với cả cái tiêu dùng của chúng ta là chưa có. Cái tiêu dùng của chúng ta vẫn gia tăng, và chính vì vậy mà cái chính sách thuế hiện nay của chúng ta nó chưa có hiệu quả một cách gọi là như là cái mong đợi với cái chính sách thuế. Và chính vì vậy mà trong cái thời gian tới, chúng tôi cũng rất là mong muốn chính phủ cũng như là quốc hội cũng có những cái cân nhắc đưa cái lộ trình điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có cái mặt hàng thuốc lá, sớm để mà làm thế nào đó sử dụng được cái công cụ về thuế, nó là một công cụ về tài chính rất là tốt để kiểm soát được cái tiêu dùng thuốc lá ở Việt Nam, với một cái mức tăng là nó ít nhất nó phải kiểm soát được cái sức mua. Và cái thứ hai nữa liên quan đến cái chính sách thuế, đấy là cái liên quan đến cái cơ cấu thuế. Hiện nay thì chúng ta đang tính thuế dựa trên cái thuế tỷ lệ, tuy nhiên những cái kinh nghiệm của quốc tế thì cũng đã cho thấy rằng là Việt Nam cũng cần phải chuyển sang một cái hệ thống thuế hỗn hợp, và chính cái hệ thống thuế hỗn hợp đấy nó sẽ làm giảm những cái tiêu dùng, đặc biệt là với những cái sản phẩm thuốc lá rẻ tiền, và từ đó mà nó giảm tiếp cận của thanh thiếu niên và những cái người nghèo đối với cả các cái sản phẩm thuốc lá, là những cái sản phẩm rất là độc hại và gây tử vong bệnh tật cho con người. Đấy là ba cái nội dung mà chúng tôi cũng rất là muốn chính phủ cũng như là quốc hội cân nhắc để làm thế nào để trong cái thời gian tới chúng ta triển khai tốt những cái quy định thêm và những cái nội dung đó thì sẽ góp phần vào làm giảm những cái gánh nặng bệnh tật do thuốc lá gây ra ở Việt Nam. Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Lê Thị Thu đã nhận lời tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của VTC16. Tại Việt Nam, mức thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá là một khoản thuế theo tỷ lệ phần trăm trên mức giá kê khai.
thì ở mức thấp khoảng 28% trong giá bán lẻ của nhãn hàng thuốc lá phổ biến so với mức thuế tiêu thụ đặc biệt ở các quốc gia láng giềng như là Trung Quốc là 36%, Malaysia là 47%, Philippines 51% và Hàn Quốc là 64% thì tương đối thấp. Mức thuế này cũng rất là thấp so với tỷ lệ được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là tỷ lệ thuế ở khoảng 70% giá bán lẻ một bao thuốc lá 20 điếu nhằm có tác động thực sự tới việc tiêu dùng của người dân. Vâng, thực sự là với một cái mức thuế áp rẻ như vậy cho nên là thuốc lá của Việt Nam thì gần như là rẻ nhất trên thế giới. Và theo đó thì giá bán lẻ của một bao thuốc thuộc một cái nhãn hàng phổ biến chưa hẳn là $1. Và để giảm được cái tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm được gánh nặng cho sức khỏe, kinh tế và góp cái phần là tăng thu ngân sách thì cái việc là tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thì cũng sẽ là một trong những cái giải pháp rất là quan trọng nhằm có thể là giảm sức mua thuốc lá, qua đó thì giảm cái số lượng người hút cũng như là ngăn ngừa được bệnh tật. Vâng. Theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới thì nếu mà tăng thuế ở mức làm giá thực của thuốc lá tăng khoảng 10% thì sẽ giảm tiêu dùng thuốc lá ở mức 5% ở các nước đang phát triển và giảm tiêu thụ thuốc lá tới 10% ở trẻ em và người nghèo. Vâng, và hy vọng rằng là trong thời gian tới thì cái việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thì sẽ được tận dụng một cách triệt để và kết hợp với việc truyền thông một cách rộng rãi về luật phòng chống tác hại thuốc lá tới đông đảo người dân để luật có thể đi vào đời sống và có tính răn đe cao, góp phần xây dựng được một môi trường không khói thuốc lá và giảm gánh nặng về bệnh tật.